Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, clip của ngày hôm nay ngày 20 tháng 7 năm 2024, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng đã nhận đơn của 3 vị khách hàng đã chốt đơn bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Và ngày hôm nay thì cô chủ shop cũng mới gửi hàng cho các anh có địa chỉ chốt đơn. Sản phẩm đầu tiên là một chiếc quạt bàn của hãng Toshiba. Chiếc quạt bàn này thì toàn thân gang sắt và có thùng xốp. Sản phẩm thứ hai là một chiếc kèn đồng saxophone. Sản phẩm thứ ba là một cặp xương. Sản phẩm thì cửa hàng cũng đã trưng bày tại đây rồi để gửi cho khách hàng. Và bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì vẫn còn rất nhiều những sản phẩm khác để cho quý vị và các bạn lựa chọn. Điển hình như những sản phẩm về dòng audio, loa đài, âm ly và sản phẩm hàng trưng bày. Quý vị và các bạn có thể biết là những chiếc đồng hồ, những chiếc quạt bên cửa hàng vẫn sẵn hàng để cung cấp cho quý vị và các bạn. Vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm, quý vị và các bạn liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì ở tại Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc ạ. Sau đây cô chủ shop sẽ đọc danh sách của những vị khách hàng đã chốt đơn ở clip này nhé. Vâng, chiếc quạt Toshiba này thì lồng 1B, cánh đục và toàn thân gang sắt, rất đẹp và mới ạ. Còn nguyên thùng, có 3 phím tốc độ gió và cô chủ shop cũng đã chụp hình đăng trên trang Zalo riêng. Anh khách hàng cũng đã chốt đơn và chuyển khoản đặt cọc cho cô chủ shop rồi ạ. Chiếc quạt này thì rất đẹp nhá. Chạy êm. Xin gửi cho anh Việt có địa chỉ tại Hà Đông, Hà Nội ạ. Sản phẩm tiếp theo là sản phẩm thứ hai, cô chủ shop xin gửi cho anh Hoàn có địa chỉ tại Phúc Thọ, Hà Nội, một chiếc kèn đồng saxophone. Vâng, sản phẩm này thì về hôm trước thì cửa hàng có đăng lên rồi và anh cũng đã chốt ngay trong khi Zalo cô chủ shop đăng bài. Hôm nay cô chủ shop mới gửi hàng ạ. Còn chờ kim than của anh đặt hàng và băng đang ghi nên là cô chủ shop cũng làm clip luôn. Băng ghi xong là cô chủ shop sẽ gửi cho anh Hoàn nhé. Sản phẩm tiếp theo là một cặp xương rất là VIP và rất đẹp. Xin gửi cho anh khách hàng có địa chỉ tại đường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cặp xương này thì là cặp xương rất VIP, bên cửa hàng vừa rồi cũng có đăng trên trang Zalo riêng. Những cặp xương VIP xịn thì bên cửa hàng vẫn có để cung cấp cho quý vị và các bạn. Các bác mà có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với cô chủ shop nhé. Đây là một cặp xương băng đẹp Ampex. Đấy, đây là 3 sản phẩm được khách hàng quan tâm và chốt đơn. Và cô chủ shop cũng thông báo luôn bác nào mà xem ở clip này và cửa hàng có vừa về được một chiếc quạt sải cánh 35 của hãng Latina Sân Đình, màu cánh mật rất đẹp và còn rất mới. Bác nào mà có nhu cầu đặt hàng thì hãy liên hệ chốt đơn, bởi vì có một chiếc duy nhất thôi ạ, một chiếc duy nhất, cao 90, cánh 35, cánh mật ạ. Một chiếc quạt này rất là mới nha. Vâng, vậy clip này cô chủ shop xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo ạ. Xin thân ái chào tạm biệt.